để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Mình làm sẽ tiếp tục tô màu cho con. Đây là sản phẩm của mình đã được hoàn thành. Video của mình đây là kết thúc. Các bạn hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Các bạn ơi, vậy là con sứa mặt trăng của mình đã được hoàn thành. Các bạn hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn ơi, vậy là con cá beta của mình đã được hoàn thành. Các bạn hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu cho các bạn cùng xem. Mình cần chuẩn bị những dụng cụ như sau, đó là những bức sản phẩm được in sẵn mình dùng để tô màu. Và bên cạnh đó là bút sáp màu. Đây là bút sáp màu. Mình dùng bút sáp màu để tô màu. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đây là con sư tử, mình sẽ tô màu bức tranh con sư tử cho các bạn xem. Đầu tiên mình dùng màu xanh để tô phần tóc của nó. Đây là con phượng leo cây, mình sẽ dùng bút sơn màu, mình dùng màu cam để mình tô màu. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Nếu các bạn thích thì mình xin một chia sẻ và đăng ký kênh và like nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Người ở đây chiếc vòng của mình đã hoàn thành nha. Đây là cái vòng loa chúa, bây giờ mình sẽ tô màu một tranh của loa chúa. Trong màu đó là màu xanh. Người ơi, đây là chiếc vòng của mình này. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Mình sẽ tiếp tục dùng màu xanh của màu. Thế đi cắm trại đâu của nhanh? Đi ở Hà Lợn anh. Hà Lợn xa ghê thế nào? Anh tưởng xuống bãi mòn. Sao tít thằng lò. Hà Lợn em đã ăn nhảy đi đâu. Ôi. Mình sẽ tiếp tục dùng màu cam để tô màu. Hàng Lặng nó có cái suối đấy, em chưa đi bao giờ. Em đi hai chưa lần. Chưa đi bao giờ? Em đi Hàng Lặng hai lần rồi nhưng mà nó có cái suối, em chưa được ra suối bao giờ. Suối? Vâng. Giờ nó có được cả đường đi ra suối rồi, mình chưa có. Suối chỗ nào nhỉ? Trong suối ở trong chỗ trung tâm Hàng Lặng đó. Khi mình cuối cùng em cắm mặt với hai lần rồi mà em không biết. À, những năm trước anh đi Hà Lợn, anh đi lâu lắm, khoảng tầm 6-7 năm trước, nhưng mà cổ cổ. Bây giờ nó thay đổi. Vậy em lần trước em vừa lướt qua video thấy review cái đường ra suối có chữ đạm vàng rồi. Nhưng mà lên đấy thì mình không mua đồ thì nhà đây hay là lên đấy mình mua. Em thấy bảo gần đây có chợ thì mà mọi lần em đi làm em mua ở nhà em đi. Mua nghề nhà rẻ hơn nhiều. Mua chứ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình tiếp tục tô màu nha các bạn. Mua đâu? Trên cô Lý này. Đấy. Mua trên cô Lý này. Ở đâu? Cô Lý. À, nhà cô Lý đúng quá. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. I want my love.
Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ rùa mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm với mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ rùa bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm với mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ rùa con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên là mình sẽ xỏ hạt vào. Mình sẽ xỏ hạt hạt vuông màu vàng. Đầu tiên của mình nha. Đây là phần màu vàng đầu tiên của mình mọi người. Mọi người, đây là phần vàng đầu tiên của mình. Tiếp theo mình sẽ xỏ thêm hạt chữ vàng. Vậy tôi mở phone nhé con. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube.